let's go inside đi. Go đi. Ôi đẹp quá luôn. Cái nhà nhìn mê luôn ấy vậy. Các bạn coi dạng bông. Các bạn coi cái dạng bông hay cái dạng ngoài thôi là nhìn muốn ở rồi. Nhưng mà bông này quá đẹp. Không phải như bông thường. Thấy là bông quá đẹp luôn. Có cái suối nữa kìa. Đó, đeo cái trang đây rồi chơi đi. Trời, cái nhà đẹp, lộng lẫy, thích quá. Beautiful nè, đẹp quá. Dạ, ai lần này vậy? Cái phòng bếp này, ồ, bếp gì lửa có xéo không? Thank you. Okay. Yeah. Okay. Bây giờ ông xã mình điền đơn nha, thì mình sẽ quay cho mấy bạn coi sơ sơ cái nhà nha. Cái nhà này á, thì hồi nãy ông xã mình có hỏi á, thì có 500 ngàn rồi mấy bạn. Cái nhà này 500 ngàn. Rẻ hơn cái nhà hồi nãy luôn. Nhưng mà mình thấy 4.000 square. Ok, cái chỗ này là cái phòng ăn đó mấy bạn. Cái bàn ăn đó mấy bạn. Bàn ăn kế bên đó. Mình quay từ từ cho mấy bạn coi nha. Đi ra nhìn ở ngoài cái bát da luôn nha mấy bạn. Ở ngoài có cái patio người ta upgrade sẵn rồi. Hơi bị đẹp á. Mình sẽ quay cho mấy bạn coi từ từ nha. Trong lúc ông xã mình đang fill down cái tờ giấy. Bên đây là cái phòng khách nè mấy bạn. Thấy cái phòng khách không? Phòng khách quá xinh luôn. Cái màu này thì nó đi tông là màu nu với màu đỏ nha mấy bạn. Cho nên mình thấy nó ấm cúng lắm nha mấy bạn. Quá ấm cúng luôn. Cái cầu thang đi lên đó mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phòng khách, phòng master bed cho mấy bạn coi nha. Mình nói master bed nhưng mà mình chưa biết nó là phải master bed không nha. Đúng rồi, master bed mấy bạn ơi. Wow. Ồ, nó làm bằng gỗ không hả mấy bạn ơi. Cái nhà ở model home của nó upgrade vô toàn gỗ không hả mấy bạn. Master bed. Coi người ta làm bằng gỗ không, đẹp dễ sợ không. Gỗ no, gạch giả gỗ, gạch giả gỗ. Bây giờ mình sẽ không đi nữa mà mình quay để cho ông xã mình đi nha. Trong đó là cái restroom, cũng có nhiều người đi vô coi đó mấy bạn, thấy không? Mình đi coi nhà cũng có mấy người coi. Đó, bây giờ là đi vô trong cái restroom của master bed nha mấy bạn. Cái marble, bằng marble đẹp dễ sợ. Hello. Đá không à? Đá không. 500 ngàn rất đáng giá. 500 quá đáng luôn. Làm đốt thuế 15.000 một năm. Cái tiền thuế là cái tiền khó chịu. Tại 15.000 một năm mà bạn phải mất không? Đóng vào nút nước trắng. Rồi mình đi quay cho mấy bạn coi nha. Cái bên đây là cái shower, cái tắm á, bồn tắm á mấy bạn. Bây giờ giờ thấy cái kiểu nhà nó hay xây cái bồn tắm này đúng không? Khoan, bây giờ đi vô đây, giờ quay cho mấy bạn coi cái nhà tắm ở trong đây. Mình đi bữa giờ mấy căn nhà tắm đều xây cái kiểu này hết mấy bạn. Rất là đẹp luôn. Ở trên nó có cái xịt, cái bông sen trên. Rồi, thôi giờ mình đi chỗ khác nữa nha. Cái nhà này vui mấy bạn, đi mình đi tùm lum nó chung với nhau hết. Đây có một cái kiến để bận quần áo nè mấy bạn. Ai mà trong kiến đẹp quá vậy ta, xinh dữ vậy ta. Cái này là bên nam nè, phòng quần áo bên nam nè. Rồi quay qua đây thì là cái phòng quần áo của bên nữ nha mấy bạn nha.
Phòng đây là phòng giặt đồ. Đi ra ngoài trước coi cho, đi ra ngoài bắt vô coi cho. Chưa, để giờ quay cho mấy bạn. Ngủ giờ để con ngủ chưa? Rồi. Mấy phòng mới con phòng với nhiều. Rồi bây giờ xã mình đi ra ngoài nha. Đừng có mặn quá là lóc luôn hai chồng ở ngoài nha. Ừ. Lần nào mình đi coi nhà cũng sắp mưa quá vậy. Chắc mấy cái nhà mà mình sắp mua này là hên lắm á. Bởi vì sắp mưa. Cái này mình cái góc bên khác nha. Bây giờ mình sẽ quay ghép góc khác cho mấy bạn coi nha. Đó, bên đây là cái góc khác nữa nè. Kêu bạn có ông xã quay xây ba tô giống vậy đi. Hơn á, nãy giờ đi cứ nói cái nào cũng 20 ngàn, giờ nghĩ nhiều tiền hơn á. Để giờ quay góc khác nữa. Đó, cái này này là hướng khác nữa nha mấy bạn, nó có cái lò sưởi nữa kìa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài quay ở ngoài cái giường nha. Cái giường mình đây nhỏ hơn giường hồi nãy không xã? Rồi nay bờ hút kìa. Trời hôm nay không có được xanh lắm nha mấy bạn. Trên lầu nha mấy bạn. Wow, có cái hồ đẹp không mấy bạn? View nhìn ra hồ luôn nha mấy bạn. Quá trời đẹp luôn. Trên đây rộng quá ha. Rộng quá. Quá rộng luôn. Thấy mà, thấy mà. Cái phòng ngủ này phòng ngủ của Boy nha. Thấy nó trang trí Boy không? Có banh, có basketball, bầu dục rồi trái banh nữa. Ồ, nó xuyên qua luôn. Phòng của con trai nó xuyên qua phòng con gái luôn. Nấu lạnh nóng lạnh thì nó giữ được đường nhẹ lắm, đỡ tốn điện lắm. Rất là xem, rất là xem mơ này cho điện, thấy không? Nếu tính tiền điện rẻ hơn nhiều cho so với cái nhà mà bình thường. Ok cô. Rồi bây giờ xong cái nhà rồi đó, bây giờ mình đi xuống đi. Nói chuyện với người ta hả? Mình nói chuyện tao rồi, vậy tao tao gọi mình thôi. Tao nói mình là mình điền cái đơn lại. Thì mình sẽ nói điện bây giờ nhà không có đâu bé. Cái này, nhà là nhà mẫu, nhà nước không có, nhưng mà nó sẽ là mà bảo cũng tháng là nó xây để cái tên lại để có gì nó lẹt với mình. Ok để vậy rồi đây. Thôi bây giờ mình đi kiếm nhà khác, thôi mình đi về đi, rồi bữa khác mình sẽ đi cái chỗ khác nữa. Ok, bye bye mấy bạn luôn đi. Bye, see you, thank you so much. Yeah.